Sáng thế ký chương 22 Chúa thử nghiệm Abraham Sau đó Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham Chúa gọi Abraham Người thưa Có con đây Chúa bảo Hãy dắt Isaac Đứa con một mà con yêu quý Đem đến vùng Moria Và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho con Vậy Abraham dậy sớm thắng lừa đem Isaac con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu rồi đứng dậy đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ định. Ngày thứ ba, Abraham ngước lên nhìn thấy địa điểm ấy từ đằng xa, liền bảo hai thanh niên: "Các anh cứ đứng lại đây và giữ lửa. Tôi và Isaac sẽ lên đó thờ phượng Chúa rồi sẽ trở lại." Abraham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Isaac con mình và cầm theo mùi nửa và một con dao. Rồi hai cha con cùng đi. Isaac nói: Cha ơi. Abraham đáp: Có cha đây con. Isaac hỏi: Củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu? Abraham đáp: Con ơi, đức chúa trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu. Hai trẻ còn tiếp tục đi với nhau. Đến chỗ đức chúa trời đã chỉ định, Abraham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói Isaac, con mình, và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. Abraham đưa tay cầm dao để giết con mình. Bỗng thiên sứ của Chúa từ trên trời gọi: Abraham. Abraham, ông thưa, có con đây, thiên sứ bảo, đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả, vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với ta, dù là con một của ngươi. Abraham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó, dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. Abraham gọi địa điểm này là Chúa cung ứng. Vì thế, cho đến ngày nay, người ta vẫn nói trên núi của Chúa điều ấy sẽ được cung ứng. Từ trời thiên sứ của Chúa lại gọi Abraham lần thứ nhì mà bảo Ta đã lấy chính ta mà thề vì con đã làm điều ấy không tiếc sinh mạng đứa con dù là con một nên ta sẽ ban phước hạnh cho con tăng ra dòng dõi con như sao trên trời như cát bãi biển và dòng dõi con sẽ chiếm lấy cộng thành quân địch tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước vì con đã vâng lời ta vậy abraham trở lại cùng hai thanh niên rồi tất cả lên đường quay về bệt c ba abraham cư trú tại đó sau đó có người báo cáo cho abraham Minh Ca đã sinh con trai cho Na cô em ông. Con đầu nòng tên là U -sư, các con kế là Bu và Kê Mu En, cha của Aram, Kê Sết, Ha Sô, Phin Đát, Díp Láp, Bê Được tất cả 8 người, Kê Mu En sinh Aram và Bê Tu sinh Rebecca. Rumum vợ kế của Nako Shin T3 Jaham Tahach và Maka